múa áp sara dựa theo quy tắc âm dương, và mỗi động tác đều mô phỏng ngọn lửa. Mọi động tác đều kết thúc theo vũ điệu của lửa. Nghệ thuật múa cung đình, còn gọi là múa áp sara đã chết khi vương triều cuối cùng của Champa đi vào quá vạn. Dấu vết còn lại của múa áp sara nằm trên các phù điêu. Nghệ nhân phải lần tìm môn nghệ thuật này từ các phù điêu để mô phỏng động tác và phát họa các điệu múa. Hiện tại, nhóm múa áp sara ở Mỹ Sơn, Quảng Nam được xem là nhóm múa có nhiều động tác đẹp và tạo âm hưởng Champa cung đình tốt nhất. Em vào đây làm cũng được 3 năm rồi. Chung là vào khi vào đây làm thì cũng được mấy chị đi lên vào làm trước á, dẫn dắt thì em vui làm. Còn cũng vô đây làm ngày múa cũng có là cái duyên thôi. Chứ bản thân em không phải là học được đào tạo gì ra, vào đây làm mấy chị mới đào tạo ra. Dạ. Chứ không phải là em là học trước hay là sao. Thì vô đây làm thì mới có những đam mê và tiềm thức và học hỏi thêm thôi. Đó thì em học kèn từ ông nội, và ông nội được dạy từ đó tới giờ là khoảng rất là lâu. Mà giờ cái độ hơi dài của tôi kèn từ đây đó, đọc khoảng 8 phút, 7 phút, đôi khi hơn nữa. Đôi khi em thổi xong xuống á, là hăng rất là mệt. Múa áp sara biểu diễn trên nền nhạc cung đình Chăm. Trong đó, các nhạc cụ như trống ghi năng, đàn can nhi và kèn saranai, lục lạc cùng hòa âm. Biểu diễn múa Chăm phục vụ du lịch như là một nhu cầu tồn tại và qua đó quảng bá môn nghệ thuật này ra thế giới. Nhưng vấn đề hiện nay là người biên đạo vẫn chưa hiểu ngôn ngữ của múa áp sara. Sự mù mờ này phần lớn do yếu tố nghiên cứu văn hóa Champa vẫn còn nhiều khoảng trống tại khu vực Quảng Nam. Tham gia cái múa này thì được 15 năm. Khi em được 15 tuổi là em đã tham gia cái múa Chăm. Và cái nói chung là được tham gia ngay từ nhỏ, cho nên là nó gần như là nó cũng đã ăn sâu trong mình và nó có cái yêu nghề và mình yêu thích cái môn nghệ thuật múa Chăm này. Và cái những cái điệu múa Apsara này thì nó được mô phỏng theo những cái tượng trên những tháp Chăm để người ta biên đạo đã sáng tạo nên những điệu múa bây giờ. Vô quý vị thì em cũng thấy vui, đó là sở thích của em, cũng có một phần là sở thích. Còn về biểu diễn ở đây là một ngày thì là 6 suất, còn thời gian tập điện của tụi em là tập vào buổi chiều là từ 4 giờ tới 7 giờ. Đó. Còn về khi biểu diễn thì em cũng thấy rất là vui vì đây là được thể hiện sự sở thích của mình. Có một tỷ lệ nhìn thấy rất rõ là hầu hết các diễn viên múa áp sara hay múa Chăm dân gian đều là người Việt. Họa hoàng lắm mới có một diễn viên người Chăm ở Mỹ Sơn. Những người trẻ Việt dự lựa và phổ biến nghệ thuật múa Chăm với những cố gắng bất khả thể của một người vốn dĩ không có được điều mình đang cố gắng từ huyết hệ. Nhưng dẫu sao, sự nỗ lực miệt mài với đồng lương ít ỏi và điều kiện làm việc nóng bức nơi thung lũng Mỹ Sơn cũng là một cống hiến không nhỏ của các bạn trẻ trong tro bụi của một nền văn hóa, một quốc gia rực rỡ và cường thịnh xa xưa.